Thưa quý vị, tối qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã cùng tham dự buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ Mỹ Đa Đông, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được của chi bộ. Nổi bật, chi bộ đã tổ chức ra mắt tuyến phố ẩm thực đường An Thượng 1, có 18 hộ dân đăng ký mô hình nhà vệ sinh thoải mái như ở nhà để phục vụ du khách có nhu cầu khi đến tham quan mua sắm tại khu phố du lịch An Thượng. Câu lạc bộ Bốn An phát huy vai trò tích cực, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến đường trong khu vực. Đối với hết các đề xuất hỗ trợ cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, bố trí bãi đỗ xe phù hợp thuận tiện cho người dân và du khách, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường sớm đề xuất Ủy ban Nhân dân quận kiến nghị thành phố giải quyết trong thời gian sớm nhất. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cũng cho biết, thành phố đã có quyết định bổ sung kinh phí xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại chi bộ 19 Mỹ Đa Đông trên diện tích 200 m2.